Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định kéo dài thời hạn cung cấp dịch vụ 2G only thêm một tháng, tức là sẽ tắt sóng 2G vào ngày 16 tháng 10 thay vì 16 tháng 9 như thông báo trước đây. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết lý do kéo dài thời gian tắt sóng 2G là để doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3. Hậu quả thiên tai không chỉ làm gián đoạn thông tin liên lạc mà còn cản trở quá trình triển khai các chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi thiết bị của các doanh nghiệp viễn thông nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, gây khó khăn cho việc tiếp cận khách hàng và cung cấp thiết bị 4G mới. Quyết định ngưng thời hạn tắt sóng 2G chỉ nhằm xử lý tình huống khẩn cấp trước mắt, đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân dưới lúc thiên tai diễn biến phức tạp. Ngoài ra, việc tạm hoãn này cũng sẽ giúp hỗ trợ quá trình chuyển đổi công nghệ, giúp giảm thiểu khó khăn trong việc tắt sóng 2G và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công nghệ di động tiên tiến hơn tại Việt Nam.